Em Tùng Nguyễn hôm nay tổng hợp các mẫu check kèn cho tất cả các bác cùng tham khảo nhé. Những mẫu check kèn cực kỳ hay luôn. Các bác cùng xem ở đây là ba mẫu check đại: Leo B, JBL, RCF. RCF này là từ 180,5, còn JBL là từ 170,75. Đấy, các bác nhìn này nó to khủng hơn hẳn luôn. Và tiếp đến là các dòng test 450, 450 LR, 450 JBL, 23XT nha, con này tôi vẫn đọc mã 23XT, 450 BNC, bích 7 màu và 450 neo JBL. Neo bao giờ nó cũng nhẹ, nó cũng bé hơn các dòng khác, mà nó cụ từ neo mà. Hôm nay Tùng Nguyễn sẽ giới thiệu cho tất cả các bác từ to đến nhỏ. Củ này check đại, em tổng hợp báo giá cho tất cả các bác. Củ này check đại 850, từ 180 cân 75, bích dày nặng 6 cân 4 một củ. Bích của nó siêu dày luôn, anh em nhìn hàng trước không? Vạc từ của nó 180. Đấy. Ở đây nó có cái dáng cái mút mút này để chống rung thôi các bác nhá. Đấy, chắc chắn thôi. Từ 180 cân 75. Con này thì là hàng khủng cho anh em cùng chơi rồi. Đấy. Gấu chưa, bích rõ là dày luôn các bác. Em tuyển cho anh em mẫu hàng chất lượng cho anh em sử dụng. Cặp tem này có giá 2,1 triệu một cặp, được bao ship toàn quốc và hiện hàng kiểm tra thanh toán. RCF 850, nắp nhôm. Và tiếp đến là con JBL. Con JBL này là cốc nhựa. Con JBL này và con JBL 2XT này là cùng một công ty nhá. Hai cái chạm nó quay vào với nhau này. Đấy. Con này của nó là cốc nhựa này, từ 170 và côn 75, dây dẹt nhá. Con này nặng 5 cân một củ. Bình thường các dòng từ 17 khác, kể cả lắp nhôm, nó chỉ nặng có 4 cân thôi. Nhưng con này hàng siêu khủng, bích dày cho anh em cùng chơi. Đấy, các bác nhìn thấy chất tép của em, nhìn nó gấu hơn hẳn, nó mới hàng thị trường chưa? Oánh tiếng rất hay, và con này có giá 1,6 triệu một đôi. Anh em mà chơi cặp tép này, tiếng của nó rất là sáng. Oánh phun đôi, oánh phun đơn, thoải mái luôn. Còn đây là mẫu check Neo B, côn 75. Dòng này tiếng của nó rất sáng và lẩy. Cốc nhôm, khe từ của viền đồng. Dòng này thì em nói luôn, trên thị trường có rất là nhiều loại. Giống như này, nó có thể rẻ hơn, nhưng bi của nó sẽ rã hơn. Còn hàng của em các bác nhìn này, bi nó sáng bóng, khít đều, trông nó dày dặn. Keo nó đánh này, nó xếp keo này, không hở tí nào luôn. Và ở trên thị trường có rất là nhiều dòng tép này, bi của nó đan rã, bích, từ của nó mỏng hơn, nên anh em cảm giác trông cái củ tép giống nhau, nhưng mà nó lại rẻ hơn. Đấy, nhưng mà em cam kết cho anh em là nó khẽ khác về chất lượng rất là nhiều. Con này nếu dí cái thùng vào nó khỏe hơn nhiều. Con này của nó 2 triệu một cặp các bác nhá. Các bác chơi hàng xịn cứ đến với em. Còn nó các bác này rẻ hơn em cũng có loại khác. Loại em chỉ chuyên giao thợ thôi. Và tiếp đến các bác cùng xem tép neo JBL. Con tép neo JBL này là 450, loại này là neo liền khối và chạm cài. Neo khối các bác nhé, côn của nó chỉ là 444 thôi. Con này các cái dòng côn 75, cái vòng côn nó to thì mình củ từ trông nó to. Nó côn 44 là 1,4 triệu. Còn đâu có rất nhiều các dòng check neo khác rẻ, hơn 900 một đôi rất là nhiều. Anh em thích chơi loại xịn thì đến với em. Nghe em có nhiều loại, có nhiều phân khúc giá khác nhau. Và em báo giá trên đây rồi thì anh em cảm thấy ưng, hợp lý, cứ liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Lưu ý cho em là nhận hàng được kiểm tra thanh toán, còn hàng thì em bao chất lượng luôn. Để đến cửa hàng của Nguyễn Audio, Tùng Nguyễn kinh doanh nhiều năm rồi nên chất lượng của lúc nào cũng như hàng đầu các bác nhé. Đây là tép LG này, tép này chính hãng của LG, cốc nhôm này. Ở đây có cái tem QC này là tép chính hãng của công ty. 450 từ 12 cô 750 cặp này. Còn con này là con JBL, con này là con JBL từ 120 cô 14. Hai chạm quay vào với nhau. Đấy. Gen xoáy. Con này thì của nó là cái cốc, cũng cốc nhựa giống như cái con JBL này, này. Nhưng hàng này là hàng cực kỳ xịn luôn. Cái riêng cái con 450 này ở bên trong là cái lõi bằng kim loại cơ. Các bác lưu ý nhá, các bác đi mua cái tép JBL này của em có cái chạm nó quay vào với nhau. Khi mà cháy thì các bác cứ gọi điện cho em Tùng Nguyễn để em gửi về, vì là cái dòng này chỉ có em là có côn thôi. Vì là em nhập côn xịn của nhà máy. Còn cái mẫu tép mà có cái chạm nó quay vào với nhau như này thì đó là cái mẫu chuẩn JBL. Các bác nhìn nhé. Đấy. Con này của nó là 800 một đôi các bác nhé. Và tiếp đến con BNC này. Con BNC bích 7 màu này. Con BNC con này của nó là 850, côn dây nhôm dẹt.
hàng cực kỳ hay luôn. Anh em quan tâm đến các dòng thép LG, JBL, BNC, RCF, nói chung là rất nhiều mẫu, hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng. Nhận hàng được kiểm tra thanh toán. Đây là những mẫu chất kèn có thể thay thế được thùng phun đôi, phun đơn đấy, hoặc là hỗ trợ thép ở ngoài. Mình chế thêm cái bộ thép thì mình lấy các cái dòng thép 450 này thôi. Anh em có quan nhu cầu đến cái dòng thép nào có liên hệ trực tiếp cho em để đặt hàng nhé.